Hello, hello. Các bạn có nghe không? Hôm nay mình vừa mới đi bầu cử nên là mình muốn ngồi nói chuyện một xíu. Thì khó thế nhỉ? Nói chuyện trước camera khó quá. Thì hiện tại mình đang có hai quốc tịch, đó là quốc tịch Phần Lan và quốc tịch Việt Nam. Thì may mắn là người Việt Nam có thể giữ được hai quốc tịch, nên là mình tập trung nhìn thẳng camera, không được nhìn lung tung. Nhưng mà vấn đề là mỗi lần mà mình còn phải suy nghĩ thì mình phải kiểu như vậy, nên là mắt mình nó sẽ nhìn qua hướng khác. Nhưng mà nói chung là ráng tập trung nhìn thẳng. Ok, thì may mắn là người Việt Nam sẽ may mắn là người Việt Nam sẽ được có hai quốc tịch, nên là cái việc mà mình có hai quốc tịch Phần Lan thì nó chỉ có tốt thêm cho mình thôi, chứ mình không bị tước mất đi quốc tịch Việt Nam. Thì đó là suy nghĩ đâu rồi. Ví dụ như bạn mình người Trung Quốc thì nước đó chỉ có thể có được một quốc tịch thôi, nên là bạn phải chọn là lấy quốc tịch Phần Lan hay là giữ quốc tịch Trung Quốc. Nên là mình thấy là khá là may mắn, tại vì người Việt Nam có cả hai quốc tịch, nên là tại sao lại không lấy. Thì điều kiện để có quốc tịch Phần Lan đó là bạn phải có 4 năm visa A, thi đậu ngôn ngữ gọi là language test, với lại là có công việc lương ổn định. Kiểu như là nếu mà bạn chỉ sống bằng tiền trợ cấp thôi thì vẫn đủ điều kiện để cấp quốc tịch, nhưng mà có lẽ là người ta sẽ xét khó hơn. Đó là điều kiện để có quốc tịch. Thì cái thứ hai đó là làm cách nào để có quốc tịch. Thì mình sang Phần Lan nhìn thẳng nha. Mình sang Phần Lan hồi 2016, là cách đây 6 năm hơn. Tầm tháng 9 mình qua đây theo visa B. Thì đến năm 2020 á, là mình được 4 năm visa B. Thì 4 năm visa B sẽ được đổi sang thành 2 năm visa A. Có nghĩa là 2 năm visa B sẽ bằng 1 năm visa A. Cộng thêm từ lúc 2020 tới giờ, từ lúc 2021 tới bây giờ thì mình đi làm 2 năm rồi, nên là sẽ là 2 năm visa 2 năm visa A sau khi được convert, với lại 2 năm visa A original nữa là mình được 4 năm. Cái thời điểm mà mình nạp quốc tịch thì mình chỉ có được khoảng 3 năm rưỡi visa A thôi. Nhưng mà tại vì thời gian xét quốc tịch sẽ là 9 tháng cho đến 24 tháng, nên là mình cứ nạp trước thôi, để đến thời gian mà lúc mà người ta xét tới hồ sơ của mình thì mình đã đủ năm rồi ấy. Nhưng mà may mắn là bây giờ thì bạn đi học qua đây học á, thì là bạn đã được visa A rồi. Có nghĩa là visa A của bạn nó sẽ khác với visa A hồi đó mình có, đó là visa mình là visa đi làm. Thì visa đi học á thì vẫn phải đóng học phí, còn visa đi làm thì vẫn là được miễn học phí. Nhưng mà visa đi học thì vẫn đủ điều kiện để nạp quốc tịch. Nên là bây giờ chỉ còn bạn đi học 4 năm ở Phần Lan thì bạn và thi đậu tiếng nữa và có công việc làm nữa thì bạn đã đủ thời gian để nạp quốc tịch rồi, không còn phải kiểu như là tại vì hồi đó nếu mà mình đi học 4 năm ấy thì tính ra mình chỉ được 2 năm visa A thôi, thì mình phải đi làm thêm 2 năm nữa thì nó sẽ bị trễ hơn những bạn mà từ bây giờ trở đi. Đó thì với là điều kiện. Xong rồi đối với thi tiếng thì Phần Lan có hai ngôn ngữ chính thống, có thể bạn chưa biết, đó là tiếng Phần Lan và tiếng Thụy Điển. Thì mình vẫn rất muốn là thi bằng tiếng Phần Lan, nhưng mà điều kiện không cho phép. Mình khá là dở về ngôn ngữ ấy. Không biết các bạn có nhớ trong clip cách học tiếng Anh thì mình cũng có nói là mình
không phải là đứa có khả năng về ngôn ngữ, nên là mình khá là kiểu cố gắng nhưng mà vẫn không được ấy. Đó là mình quyết tâm học tiếng Thụy Điển, bắt đầu từ lúc là mình, tại vì cái khoảng thời gian mà mình bắt đầu học tiếng Thụy Điển thì vẫn chưa đủ thời gian để áp quốc tịch ấy, nhưng mà tại vì thấy bạn mình nó cũng áp nên là mình áp. Cái bạn đó là bạn đó là qua Phần Lan trước 11 năm, thì cái thời điểm bạn đó áp thì bạn đã đầy đủ điều kiện rồi. Nhưng mà bạn tháng 11 thi cái cuộc thi thi quốc tịch ấy, thi tiếng Thụy Điển ấy, xong bạn đó mới kể mình là bạn đó chỉ học 2-3 tháng là thi thôi. Mình thấy wow, she can do it, like wow, bạn ấy cũng có thể làm được. Nên là kiểu như mình cũng quyết tâm bắt đầu công cuộc học tiếng Thụy Điển. Và mình học theo đúng kiểu người Việt Nam, người châu Á, là kiểu là học giải đề, học để đi thi ấy. Tại thời điểm nói chung là cũng không có gì tự hào hết, nhưng mà tại vì mình muốn thi thì mình kiểu như quyết tâm học để thi. Thì bắt đầu năm mới là 2022, cái thời điểm bạn mình thi đó là tháng 11 2021, thì cái thời điểm đó mình biết là bạn mình có thể làm được, nên là mình quyết tâm là bây giờ bắt đầu tổng hợp những tài liệu. Và đến ngày 1 tháng 1 2022, một trong những resolution của mình cho năm mới đó là thi đậu tiếng Thụy Điển. Tại vì thời điểm đó thì mình vẫn chưa nghĩ là mình có thể áp quốc tịch đâu, tại vì mình chỉ vừa mới có 3 năm visa thôi. Nhưng mà mình vẫn kiểu ok, mục tiêu của mình là năm nay phải có tiếng Thụy Điển. Xong rồi mình đăng ký thi tiếng Thụy Điển vào tháng 4. Thì từ tháng 1 cho đến tháng 4 thì mình có khoảng 3 tháng hơn để mình ôm. Nhưng mà nói 3 tháng vậy thôi chứ mình vẫn đi du lịch, đi chơi các kiểu nguyên tháng 2 2022 luôn. Mình thật sự là, nhưng mà tại thời điểm đó thì mình đã bắt đầu học tutor online mỗi tuần một buổi để luyện speaking, và tổng hợp đề để luyện writing, luyện viết, và học trên Duolingo. Ngày nào cũng học hết, kiểu như một ngày dành ra 10 phút để học từ vựng trên Duolingo. Thì tại vì á, để mà thi đậu tiếng Thụy Điển thì cuộc thi đó, nói chung là thi đậu tiếng Thụy Điển hay tiếng Phần Lan gì cũng vậy, thì cái cuộc thi đó nó có 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Và bạn chỉ còn đậu 2 kỹ năng thì bạn đã đậu rồi, đã được áp quốc tịch rồi. Thì nhưng mà 2 kỹ năng đó là phải đúng cái combo của nó nha. Ví dụ như là speaking and writing, hoặc là speaking and reading, hoặc là writing and writing and listening. Thì mình chọn đó là speaking and writing, tại vì hai cái đó thì mình có thể ôm được ý. I don't know, mình kiểu chỉ học hơi là cố gắng một xíu thôi, nhưng mà thật sự mình cái tầm 2 tháng trước khi thi thì mình vẫn không nghĩ là mình thi đậu, mình vẫn không nghĩ là mình có thể giao tiếp bằng tiếng Thụy Điển được. Thì mình nghĩ làm 2 tuần để mà mình tập trung học, đầu óc mình chỉ có tiếng Thụy Điển thôi. Mình lên thư viện học 8 tiếng, luyện writing mỗi ngày, luyện speaking với lại thầy tutor trên mạng. Thì kiểu như là mình nghĩ là đến khi mà đi thi á, mình không tự tin đến nỗi mà mình bỏ nguyên cái áo màu đỏ để cho nó may mắn ấy, vỗ tay. Nhưng mà xong rồi kiểu như mình nghĩ là khả năng thì mình vẫn chưa tới, nhưng mà tại vì ông trời thấy mình siêng nên là thấy thương quá, nên là ông trời độ cho vô the writing trúng tủ, nên mình vô mình viết như mưa luôn. Còn speaking thì đến thời điểm bây giờ mình vẫn không hiểu tại sao mình đậu nữa, mình nói suông suông thôi. Nhưng mà mình nghĩ là người ta chấm dễ, người ta chỉ chấm cái khả năng phản xạ của mình thôi. Nó thi speaking không phải là nói với con người mà là nói với cái máy, giống như thi TOEFL. Nếu bạn nào ở Việt Nam biết thi TOEFL như thế nào thì nó như vậy, kiểu nó sẽ có đề xong nó sẽ kiểu 1 2 3 nói đi, thì 1 2 3 xong rồi mình sẽ nói, nên là kiểu không phải là nói với con người, nói với máy, nên là không biết bằng cách nào thì mình vẫn đậu ấy. Reading thì tại vì mình học từ vựng nhiều, nên là với lại tiếng Thụy Điển khá giống tiếng Anh là mình cũng có thể đoán được.
mình cũng đậu. Thì mình thi thì mình thi tháng 4. Thì tầm tháng 6 lúc mình đang về Việt Nam ăn về Việt Nam nghỉ hè thì mình có mail bảo là mình đọc ba kỹ năng reading, writing với lại speaking. Thì trời ơi, mình vui quá trời luôn, tại vì đậu hai kỹ năng là đã đủ điều kiện nạp quốc tịch rồi ấy. Nên thời điểm đó là mình nạp quốc tịch luôn. Nhưng mà ở Phần Lan á, thì dù là bạn có làm tất cả các giấy tờ online đi nữa thì bạn vẫn phải lên cái văn phòng, gọi là gì ta, văn phòng đại sứ quán hả? Mình không chắc nữa, nhưng mà văn phòng đại diện về xuất nhập khẩu gì đâu, ăn không? Nhưng mà yeah, bạn hiểu mà đúng không? Thì đó, mình lên văn phòng đó để mình trình diện. Đó là lúc mình sang lại Phần Lan, thì 8 tháng 8 mình lên văn phòng trình diện. Thì người ta bảo là về đi và đợi tầm 9-24 tháng thì sẽ có kết quả. Thì mình cũng ok thôi, thì mình về mình đợi, mình expect là tầm 2023 là năm nay mình sẽ có kết quả. Nhưng mà kiểu như nó rất là ảo ấy. Kiểu như mình đi Hàn Quốc về là tầm tháng 11, thì mình lên website của nó để mình update hồ sơ. Tại vì nếu mà mỗi lần mà mình đi du lịch ra khỏi Phần Lan quá một tháng thì mình phải khai báo ấy. Thì mình lúc mình đi Hàn là vừa đúng một tháng luôn, nhưng mà mình vẫn kiểu lên khai báo thành thật với người ta ấy. Thì lúc mà mình lên cái website đó mình định khai báo thì mình thấy mình có kết quả rồi, mình có quốc tịch rồi. Yeah. Câu chuyện kết thúc thì mình có hai quốc tịch vào ngày 17 tháng 11 17 tháng 11 2022. Trước đó thì mình có visa A so với quốc tịch Phần Lan, so với visa A thì cũng không khác nhiều lắm. Kiểu như mình sẽ được miễn học phí. Thì lúc trước mình có visa A thì mình cũng được miễn học phí rồi ấy. Nhưng mà một cái benefit họ ta, một cái quyền lợi của quốc tịch đó là một khi bạn đã là công dân của Phần Lan rồi thì không ai có thể tước đi cái quyền công dân của bạn hết, trừ khi bạn vi phạm pháp luật thì sẽ bị tước quyền công dân thôi. Nhưng mà visa A thì bạn phải đi làm để mà 4 năm renew, làm mới visa một lần. Nhưng mà đối với khi là bạn có quốc tịch rồi thì nó là forever. Đó, một cái quyền lợi khác của quốc tịch nữa đó là việc đi du lịch. Tại vì á, Phần Lan là một trong năm nước top 2 hay sao đó có passport, you know, like mạnh hả, powerful, có passport mạnh nhất thế giới, có nghĩa là đi được 162 nước hay gì đó lận mà không cần phải xin visa. Ví dụ như đi Hàn hay là đi Nhật Bản thì bây giờ mình không còn phải xin visa nữa, mà mình có thể qua đó ở 3 tháng không còn phải xin visa. Và một cái nữa đó là đi Mỹ thì chỉ cần xin visa online thôi, kiểu xin visa online tầm 1 tiếng sau là có kết quả luôn, chứ không còn phải phỏng vấn hay là chứng minh tài chính rồi các kiểu nữa. Mình nhưng mà có một cái visa Phần Lan dễ hơn visa Việt Nam, đó là visa Việt Nam có thể đi Cuba không cần phải xin visa, nhưng mà hình như là visa Phần Lan này phải xin ý, Cuba với lại Ecuador. Với lại nha, visa Việt Nam passport, kiểu ấy mình là passport Việt Nam thì có thể ở Việt Nam bao lâu cũng được, nhưng mà passport Phần Lan thì chỉ có thể ở phần Việt Nam, không phải xin visa trong vòng 15 ngày thôi. Nên là mỗi lần về Việt Nam thì mình vẫn phải cầm passport Việt Nam. Với lại passport Việt Nam thì thời hạn là được 10 năm, nhưng mà passport Phần Lan thì chỉ được 5 năm thôi, thì bạn phải đi làm mới lại. Các bạn có muốn xem passport không? Cái passport màu đỏ này nè,
Đúng á. Hết rồi. Kiểu như hôm nay mình đi bầu cử nên là mình nổi hứng quay video này thôi. Chứ đáng lẽ ra thì mình định là đăng Q&A xong các bạn vào hỏi thì mình trả lời. Nhưng mà các bạn cứ comment hỏi đi, mình sẽ trả lời. Trời ơi, mình thích đọc comment lắm nên là comment nhiều vào, mình sẽ trả lời cho. Mình chả biết nói gì nữa hết, nhưng mà nó là như vậy đó. Cảm ơn các bạn đã nghe câu chuyện khá là boring. Bye bye. Đừng Chúc các bạn có giấc mơ đi du lịch, hoặc là có giấc mơ sống ở nước ngoài, hoặc là có giấc mơ có hai quốc tịch. Sẽ thấy chiếc video này hữu ích. Like and subscribe my YouTube channel. Bye bye.